Đại tá William Shirley chính thức được thăng chuẩn tướng vào tháng 9 năm 2016. Ông là một trong 10 vị đại tá thiếu quân lục chiến khi đó được Tổng thống đề cử thăng cấp chuẩn tướng. Hiện nay, chuẩn tướng William Shirley là chỉ huy trưởng tình báo thiếu quân lục chiến. Ông được bổ nhiệm chức vụ quan trọng trên sau khi được Thượng viện chấp thuận thăng cấp chuẩn tướng vào ngày 26 tháng 5 năm 2016 để thay thế cho vị chỉ huy trưởng tiền nhiệm là chuẩn tướng Michael Rowe. Chuẩn tướng William Shirley là vị chỉ huy trưởng tình báo thứ 52 của Bộ Chỉ huy Tình báo Thiếu quân lục chiến Hoa Kỳ kể từ khi đơn vị này được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1939 đến nay. Chuẩn tướng William Shirley sinh tại Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa. Ông tốt nghiệp văn bằng cử nhân tại trường đại học American University, Washington DC và thụ huấn phó sĩ quan thiếu quân lục chiến dự bị qua chương trình quân sự tại trường đại học George Washington University, mạn phá vào năm 1989. Ông cũng hoàn tất các văn bằng cao học tại trường đại học Oklahoma State University, National Intelligence University và Naval War College. Khi còn là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 Viễn Thám, Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến, Trung tá William Shirley là một cấp chỉ huy giỏi và gương mẫu. Vị chỉ huy 39 tuổi này rất gần gũi với các quân nhân trong đơn vị. Vào tháng 9 năm 2006, tiểu đoàn 3 Viễn Thám được lệnh triển khai đến chiến trường Iraq. Đơn vị đồn trú và hoạt động tại thành phố Fallujah là nơi quân nổi dậy thường trú ẩn. Chúng xem đây là căn cứ địa an toàn nên thường tổ chức các hoạt động bắt cóc, phá hoại, gài mìn, gây thương vong và khó khăn cho cuộc sống dân chúng. Nhưng từ khi tiểu đoàn 3 Viễn Thám đến hoạt động tại Fallujah, quân khủng bố phải rút lui khỏi khu vực nổi tiếng nóng bỏng này. Trong suốt 7 tháng trú phòng tại Fallujah, tiểu đoàn 3 Viễn Thám đã mở nhiều cuộc hành quân truy lùng địch quân, đánh bật chúng ra khỏi thành phố, giữ yên bình cho dân chúng tại đây. Trung tá William cho biết, chúng tôi hiểu những rủi ro xảy ra, đó là những gì chúng tôi phải thi hành. Chúng tôi chấp nhận những thử thách và chấp nhận những rủi ro. Một nhiệm vụ đáng ghi nhớ vào tháng 11 năm 2006, trong lúc đại đội A, tiểu đoàn 3 Viễn Thám đang tuần tra như thường lệ, thì nhận được lệnh hành quân giải cứu con tin. Được xác nhận các con tin bị bắt cóc bởi quân nổi dậy cực đoan. Trung tá William nói, đó là một vinh dự cho những chiến sĩ Viễn Thám thiếu quân lục chiến, cảm thấy hãnh diện về những gì họ đã làm. Họ có thể nhìn thấy được những chiến công hiện hữu trong sứ mạng giải thoát con tin, cứu được những sinh mạng từ tay bọn khủng bố. Trong suốt thời gian hoạt động tại đây, tiểu đoàn 3 Viễn Thám đã kiểm soát và bình định được toàn bộ khu vực Fallujah. Từ đó các cuộc tuần tra được mở rộng xa hơn để đảm bảo an toàn cho thành phố. Để đổi lại sự an bình cho dân chúng, tiểu đoàn 3 Viễn Thám đã có 6 chiến sĩ tử trận và 8 chiến sĩ bị thương. Trung tá William buồn bã chia sẻ, những ngày khó khăn đối với chúng tôi là bị mất mát 6 chiến sĩ thiểu quân lục chiến. Khi tiểu đoàn trở về trại Wasatch, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2007, Trung tá William nói, đối với ông, đó là sự mất mát những người anh em thân thiết, họ không trở về cùng với đơn vị. Ông đã đến thăm và an ủi 6 gia đình thân nhân tử sĩ và 8 quân nhân bị thương đang điều trị. Chuẩn tướng William Shirley đã thụ huấn nhiều pháo huấn luyện quân sự như căn bản quân sự và căn bản sĩ quan truyền tin tại Quantico, các phái nhảy dù, hải quân, sĩ quan tình báo, sĩ quan huấn luyện chiến thuật và vũ khí, sau đó là sĩ quan tình báo quân sự cao cấp của lục quân, phá hành quân thủy bộ, phá viện thám và phá sĩ quan kế hoạch cao cấp tại trường đại học thủy quân lục chiến. Chuẩn tướng William Shirley đã từng phục vụ và giữ những chức vụ chỉ huy quan trọng tại các đơn vị như Trung đội trưởng truyền tin, sĩ quan ban 2 tại các tiểu đoàn 3 Viễn Thám thiếu quân lục chiến, liên đoàn 36 không quân, lực lượng đặc biệt, đơn vị 11 viễn chinh. Sau đó là đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn yểm trợ quân báo thiếu quân lục chiến, phó phòng 2 Bộ Tư lệnh thiếu quân lục chiến Trung ương, trưởng phòng 2 thuộc Bộ Tư lệnh của lực lượng hỗn hợp bộ chiến tại Iraq và hiện nay là chỉ huy trưởng tình báo thiếu quân lục chiến Hoa Kỳ. Chuẩn tướng William Shirley là vị tướng Hoa Kỳ gốc Việt thứ 3 sau thiếu tướng lục quân Lương Xuân Việt và chuẩn tướng Châu Lập Thể Lo Rằng.